những kỷ lục thế giới cực kỳ thú vị mà có thể bạn chưa biết. Hãy cùng mình xem nhé! Tòa tháp cao nhất thế giới hiện nay là Burj Khalifa sẽ sớm bị xoán ngôi bởi Cedar Tower đang trong quá trình xây dựng, có chiều cao ước tính lớn hơn 1.000m và có tới 168 tầng. Vụ kẹt xe dài nhất trong lịch sử là vào tháng 8 năm 2010. Nó kéo dài tận 12 ngày, với chiều dài cả trăm cây số. Không biết trong 12 ngày đó thì họ đi vệ sinh kiểu gì nhỉ? Kỷ lục về những cơn nấc kéo dài nhất thuộc về một người đàn ông tên Charles Sotbon. Cơn nấc của ông ấy diễn ra trong 68 năm liên tiếp. Ông Gionachana, chồng của 38 phụ nữ và là cha của 89 đứa con, đã qua đời ở bang Mizoram của Ấn Độ ngày 13 tháng 6. Ông được coi là người đàn ông nhiều vợ nhất thế giới. Danh hiệu nơi yên tĩnh nhất thế giới thuộc về căn phòng không vọng âm của Microsoft. Bạn có thể nghe tiếng nhịp thở, tiếng đập của tim, co bóp của phổi, âm thanh trong dạ dày, thậm chí là tiếng của những dòng máu đang lưu thông trong cơ thể bạn. Hai bía Zion là cây cao nhất thế giới nằm ở California với chiều cao là 115,85m. Để cho bạn dễ hình dung thì tòa nhà cao nhất Việt Nam là Landmark 81 cao 461m. Một người đàn ông ở Anh tên Tony Zai đang giữ kỷ lục thế giới vì đã thức tới 266 giờ, tương đương 11 ngày thiếu ngủ, được thiết lập vào năm 2007. Vì lý do tổ chức Guinness Thế giới đã không còn tiếp nhận kỷ lục về thiếu ngủ, cho nên ít ai biết đến ông Thái Ngọc, 79 tuổi, người Quảng Nam, với gần 47 năm, tức hơn 400.000 giờ không ngủ, hay đúng hơn là không thể ngủ. Báo cheetah là loài sinh vật trên cạn nhanh nhất thế giới. Đây là loài vật được biết đến với tốc độ có thể đạt đến 120 km/h. Danh hiệu Rubik đang giữ kỷ lục phức tạp nhất thế giới là khối Rubik 33x33x33 với tổng cộng 6.534 ô màu và nặng 3,15 kg. Bạn có thấy những thông tin trên có thú vị không nào? Hãy cho mình một tim hoặc để lại ý kiến của các bạn cho mình biết với nhé!